Xin chào tất cả các anh em. Shop phụ kiện đi rừng Thanh Tấn hôm nay là giới thiệu đến anh em mẫu là mẹt bẫy bìm bịp, bẫy chim săn. Đó. Cho các anh em có nhu cầu sử dụng, có thể bẫy được chè than, nói chung là bẫy được cái loài chim nào mà chúng ta có thể để mồi ở dưới đất. Còn việc là để bẫy con gì, kích thước như thế nào thì các anh em về phải thay lứ. Ví dụ như cái này chúng tôi làm cái lứ này sẵn là để bẫy là bìm bịp với là chim săn. Còn anh em về muốn bẫy chè than hay bẫy con gì nhỏ hơn thì anh em thay cái lứ lỗ nhỏ hơn thôi. Đó là chuyện dễ hiểu mà nha các anh em. Đấy, còn đây là lứ này là chúng tôi thiết kế sẵn để đó là săn bìm bịp và chim săn ha. Đánh quắt luôn cũng được nha. Đó, thì kích thước của nó là hình anh em có thể thấy ở đây là rất là rộng. Đây là một cái mẹt siêu rộng để là chống sảy. Chiều dài từ trên đỉnh đó xuống đây là anh em thấy là 80. Đó. Thước chúng tôi có thể kéo. Có nghĩa là hai mặt của nó khi bung ra là sẽ được là 80. Một cái diện tích là 80 cm như thế này. Đó, còn ship lợi thì nó sẽ là 40 nha các anh em. Đó, anh em mua hàng thì mình liên hệ số này. Đó, thời gian làm việc đó, anh em tránh điện vào cái giờ nghỉ trưa ha. Để đi vào video clip nhanh chóng thì tôi sẽ hướng dẫn các anh em sơ sơ về cái cách sử dụng. Bởi vì xưa giờ cũng bán cái mặt hàng này, nhưng mà điều là cũng ít khi bán anh em. Cái này vận chuyển của nó cũng khó khăn cồng kềnh, cho nên là tôi cũng ít khi muốn bán. Chỉ những anh em nào muốn mua thì tôi bán, chứ còn ít có giới thiệu rộng rãi. Về cơ bản của nó là khung này là khung bằng sắt. Đó, khung sắt được sơn ngụy trang nha các anh em. Khung là khung thép 6 ly nha. Đó, lò xo rất là lớn, anh em thấy lò xo rất là lớn. Đó. Còn cái cây này á, hai cái cây này á, là hai cái cây chúng tôi gắn sẵn ở đây để anh em găm xuống đất. Đó, chúng ta găm xuống đất để cố định cái này xuống. Đó, như thế này. Để khi bật á, khi cái này nó bật xuống á, khi cái cánh này nó bật xuống á, thì nó không có nhóm lên được để mà nó sảy con bổi nha. Sảy chim của mình. Còn cái phần ở đây á, phần đây là phần bàn đạp. Khi đạp lên đây á, thì cánh này sẽ sập. Đó, khi đạp xuống đây cánh này sẽ sập. Nói đâm na như thế anh em mình dân chơi mà, nói như thế là biết ngay ha. Còn về cái phần lò xo đó thì cũng nói với các anh em luôn là chúng tôi là thiết kế rất là thông minh. Đây anh em thấy, khi ship lại như thế này á, thì lò xo nó tháo rời ra được. Lò xo tháo ra được để đảm bảo rằng á, để đảm bảo rằng là chúng ta sử dụng lâu ngày là nó không bị liệt lò xo. Chứ còn gắn lò xo chết á, thì chúng ta là nó gắn lò xo chết khi chúng ta ship lại như thế này á, thì nó mau hư cái lò xo. Cho nên là chúng tôi thiết kế cái lò xo có thể là tháo rời ra được như thế này. Đó, anh em về sử dụng là chỉ cần găm vô như thế này. Còn khi ship lại thì mình tháo ra như thế này để cho nó không hư lò xo nha. Thiết kế rất là thông minh. Đó, rồi tới cái cánh này cũng như thế luôn. Đó, gài lò xo lên rất là mạnh nha các anh em. Đấy. Đó, sau khi chúng ta gài lò xo hết rồi á, thì chúng ta găm cái cây này xuống đất. Trường hợp mà đất cứng quá thì chúng ta có thể làm những cái cây ghim gài ra ngoài để đảm bảo rằng chúng ta vẫn cố định cái mẹt này nằm ở dưới đất. Nha. Rồi, công đoạn kế tiếp là chúng ta chỉ có dán lứ lên thôi anh em. Đó, và gài như thế này. Lứ này sau khi anh em dán cái lứ này là như thế này rồi á, chúng ta dán gọn là như vậy rồi á, thì tiếp đến là công đoạn ngụy trang cho nó. Đó, tiếp đến dán lứ xong rồi chúng ta ngụy trang. Đó, cái nào cũng vậy, càng ngụy trang thì càng tốt. Đó, nếu là đánh ở đất lá khô thì ngụy trang bằng lá khô. Đó. Đó, chúng ta ngụy trang như thế này là anh em thấy ok chưa. Cái khung chúng tôi đã sơn nó rất là tiệp màu với màu ngụy trang rồi, cho nên chúng ta chỉ cần ngụy trang sơ sơ nữa là xong. Đó, như thế này. Đó, đây còn đây là cái bàn đập nha.
kênh em chỉ cần là chúng ta chạm vô cái màn đập đó là nó sẽ sập. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy, chạm vô cái màn đập đó là sẽ sập. Anh em có thể là thiết kế ngay tại cái màn đập này là chỗ để chuột, để cắt ké hay gì đó, tùy theo cái ý riêng của mình. Đó, đó như thế này thì không thể nào xảy được ha. Cái này lò xo đập rất là mạnh ha. Anh em cẩn thận trong khi gài cái này nha. Và cái lò xo này rất là mạnh, nó đập vào mặt là cũng là khủng khiếp đấy. Đấy. Đó, anh em nào mua hàng thì mình alo tới hai số này, chắc chắn là sẽ có nhân viên trực máy ở đó và báo giá cho chúng ta. Đó. Đấy. Thời gian làm việc luôn nha các anh em, tránh điện vào những cái giờ nghỉ trưa hoặc giờ nghỉ làm việc thì không ai bóc máy cho mình được nha. Rồi, chúc các anh em có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Xin chào tất cả các anh em. Hàng này là hàng siêu rộng. À tôi quên, tôi đo cái bề ngang cho anh em nữa. Nhiều người cũng thắc mắc cái bề ngang của nó là bao nhiêu. Loại hàng này là hàng siêu rộng mà. Đó, đánh bằng cái này là không sợ bị sảy. Đó, bề ngang của nó là 60 nha các anh em. Kích thước là 60-80 nha các anh em. Đó, cái cánh của nó rộng là 60. Đây, cánh kéo qua đây là 60 nè. Chiều dọc ở trên xuống là 80. Nghĩa là kích thước 60-80 nha. À, tôi nói như vậy là anh em hiểu rồi ha. Nó rộng như thế này thì đảm bảo là đánh không bao giờ sảy được. Còn đối với những cái loại mạt nhỏ, mạt tròn thì nó hay ưa bị cái vấn đề là xẹt qua cái sập mà không dính. À, cho nên là lúc trước có bán cái mạt nhỏ nhưng mà thôi, bây giờ lỡ bán rồi là chơi cái bự luôn. Đó, anh em sẵn tiền mua thì mình cho chơi luôn cái bự. Đó, cái nhỏ đánh sảy càng thêm tức. Đó, đánh xong rồi các anh em tháo cái lò xo này ra nha. Đó, đó, tháo lò xo một bên, tháo lò xo bên này nữa, rồi hai bên. Đấy, như thế là ship lại cho nó gọn. Đó, chúng ta tháo lò xo như vậy để đảm bảo rằng là nó không bị liệt lò xo trong cái quá trình chúng ta sử dụng lâu dài. Rồi, xin chào tất cả các anh em.